một chiếc trang bị hơn 500 người du thuyền, ở trong biển gặp phải siêu lớn vòng xoáy, chìm nghiễm, một đám dòng người rơi xuống một tòa đảo nhỏ, nơi này nguy cơ tứ phía, vì sinh tồn, các nàng. Chương 1 Du thuyền xảy ra chuyện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trên biển Một chiếc du thuyền xa hoa đang chậm rãi chạy trong biển rộng, bên trong du thuyền đang tiến hành một bữa tiệc. Cửa đại sảnh đứng hai cái bảo an, trong đó một cái gọi la thành, một mét tám ba thân cao khí vũ bất phàm bề ngoài khiến cho du thuyền trên một ít phú hào mỹ nữ thỉnh thoảng hướng hắn nhìn nhiều hai mắt la thành la thành đến tận ba một chuyến trong bộ đàm la thành truyền đến thanh âm của đội trưởng la thành nhét bộ đàm vào dây quần nói với bảo vệ kiệt tử cậu canh ở đây đội trưởng bảo tôi qua đó đi thôi thành ca kiệt tử mỉm cười nói La Thành là một quân nhân vừa mới xuất ngũ, hắn phục vụ trong bộ đội 5 năm, bởi vì vừa xuất ngũ không có công việc, một người chú họ của hắn liền thay hắn tìm một công việc an ninh trên du thuyền. La Thành ngồi thang máy đi tới du thuyền tầng 3, nơi này là khách nhân chỗ ở. La Thành tới rồi, ngươi dẫn vị khách quý này lên tầng cao nhất, thuận tiện dẫn nàng đến phòng số 1. Đội trưởng đội an ninh nhìn thấy La Thành nói. Phòng 1 là phòng nhìn ra biển sân thượng có thể nói là phòng tốt nhất trong du thuyền sang trọng. Sau khi đội trưởng đội an ninh rời đi, La Thành liền mang theo khách quý đi tới phòng số 1, tiếp theo từ phòng số 1 đi ra, mang theo nàng đi tầng cao nhất. Thật sự là một mỹ nữ, đáng tiếc, tính cách cao lãnh một ít. La Thành đi tới trên bông tàu, hút thuốc, nhìn trong tay 500 đồng tiền mỉm cười nói. 500 đồng này là mỹ nữ khách quý kia cho, xem như tiền qua khác đi. Sau khi La Thành rời khỏi bông tàu, liền đi tuần tra trong hành lang. Vào ban đêm, rất nhiều khách nhân đều ở sau khi ăn cơm tối xong, đi xem biểu diễn tiết mục, La Thành không có việc gì mang theo kiệt tử ở mỗi một cái trong hành lang tuần tra. Đột nhiên, thân tàu giống như chấn động rất nhỏ. Phía trước 30 mét hải lý đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, hơn nữa càng lúc càng lớn, còn có chính là vòng xoáy phía trên hình thành một cổ mảnh liệt cơn lốc, có thể sẽ mang đến siêu cấp bão táp, một cái thuyền viên chạy đến thuyền trưởng trước mặt hoảng sợ nói, đây là hắn chưa từng gặp qua sự tình. Thuyền trưởng vẻ mặt khẩn trương đi tới cửa sổ kiểm tra, phát hiện trên bầu trời cách đó không xa lóe tia chớp, tia chớp vào ban đêm có vẻ đặc biệt chói mắt. Dự báo thời tiết không phải nói mấy ngày nay thời tiết sáng sủa sao? Thuyền trưởng trầm mặt lẩm bẩm nói. Nhanh. Quay đầu chạy sang bên trái, thuyền trưởng vội vàng hô với nhân viên công tác đột nhiên du thuyền nháy mắt nghiêng về một bên tất cả nhân viên đều ngã nhào trên mặt đất rất nhiều thứ rơi lả tả một bên đã xảy ra chuyện gì a à, khách đang xem chương trình trong nháy mắt ngã trái ngã phải có người còn đụng vào bàn và ghế bị thương trong du thuyền trong nháy mắt rối loạn thuyền trưởng chúng ta bị hút vào vòng xoáy thuyền không lái lên được lúc này du thuyền xa hoa đang xoay vòng trong vòng xoáy siêu cấp du thuyền đều chìm vào nước kiệt tử cậu tìm một chỗ an toàn đợi tôi đến buồn lái xem đã xảy ra chuyện gì la thành hô với kiệt tử nhưng hiện tại du thuyền trái phải xốc nảy rất lợi hại đi đường cũng thành vấn đề thình thịch thình thịch a à, cứu mạng a à. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khách nhân lúc này đã loạn thành một đoàn đèn cùng cửa sổ thủy tinh trong du thuyền đều đột nhiên nổ tung ra xong rồi thuyền trưởng lúc này ngồi dưới đất nhìn mặt biển lớn không chút thay đổi lẩm bẩm nói. Âm âm. Bùng. Trên bầu trời sấm sét vang dội, từng đạo ti chớp đánh vào trong lốc xoáy cực lớn, du thuyền xa hoa ở trong lốc xoáy vòng vo vài vòng, liền biến mất ở trong biển, bị hút vào trong lốc xoáy. Khụ khụ. Ai đang dội nước lạnh vào tôi? La Thành cảm giác được trên đầu mình bị người dùng nước lạnh dội một đầu, La Thành trong nháy mắt ngồi dậy, phát hiện mình ngồi ở bên bờ biển hơn nữa còn là buổi tối nước biển lạnh lùng thỉnh thoảng bắn lên người la thành đây là đâu la thành đứng lên nhìn biển rộng mênh mông trước mặt la thành có chút mơ hồ cũng may ban đêm trên bầu trời có ánh trăng cùng ngôi sao la thành còn có thể mơ hồ thấy rõ đồ vật hấp hơi lạnh một trận gió biển thổi tới la thành cảm giác được trên người lạnh thấu xương bởi vì y phục trên người la thành ướt đẫm rầm rầm sống trên mặt biển đánh vào bãi biển, La Thành xoay người nhìn chung quanh, phía sau là một mảnh rừng cây đông nghiệp, phía trước là biển rộng mênh mông. Đây hẳn là một hòn đảo. La Thành hai tay ông vào trong ngực, co rút thân thể, hơn nữa La Thành còn cảm giác được đói khát. Lưu lạc hoang đảo, La Thành là tuyệt không thất kinh, bởi vì hắn làm qua năm năm binh, hắn còn đi qua thâm sơn rừng và huấn luyện qua. La Thành sờ sờ túi áo, phát hiện bật lửa cùng thuốc lá vẫn còn, Điện thoại di động ví tiền đều không thấy, chỉ là thuốc lá đã sớm biến thành một đống cặn thuốc lá. Lục Thiên chậm rãi đi tới dưới một thân cây bên bờ biển ngồi xuống, dùng sức quăng bật lửa vài cái. Răng rắc. Ha ha, có thể đốt. La Thành thấy bật lửa có thể đốt, trên mặt lộ ra nụ cười. La Thành ở trên mặt đất chung quanh mượn ánh trăng nhàn nhạt nhặt một ít cành cây cùng lá cây khô. Như vậy thì thoải mái hơn nhiều. La Thành ngồi dưới đất Nhìn đống lửa trước mắt cao hứng lẫm bẩm nói. La Thành nhìn đống lửa trầm tư, du thuyền gặp chuyện không may, đây là điều hắn không ngờ tới, hắn nhớ tới cha mẹ trong nhà, hy vọng bọn họ tạm thời không biết hắn đã xảy ra chuyện, cũng may cha mẹ có chị gái chăm sóc, cho nên La Thành cũng không quá lo lắng. Đột nhiên, một tiếng bước chân quấy rầy trầm tư của La Thành, La Thành quay đầu nhìn lại, một bóng người đi về phía hắn, đến gần La Thành mới phát hiện đó là một nữ nhân. Ta ta đi qua sao? nữ nhân nhìn la thành run rẩy thân thể hỏi la thành phát hiện nữ nhân này mặc quần áo đơn bạc hai tay ông lấy ngực hai chân run rẩy sắc mặt tái nhợt miệng đều bị đông lạnh đến tím tái mau tới đây đi la thành vội vàng nói với nữ nhân hắn sợ lát nữa nữ nhân sẽ chết lạnh trước mắt hắn nữ nhân chậm rãi đi tới bên đống lửa nhìn la thành ngồi xuống a ngươi muốn đứng đến hừng đông a la thành nhìn nữ nhân bất động mở miệng nói la thành bỏ thêm chút củi vào đống lửa đống lửa chậm rãi cháy lên nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều la thành thấy thân thể nữ nhân không run nữa sắc mặt cũng chậm rãi trở nên hồng nhuận la thành nhìn nữ nhân luôn cảm giác nàng có chút quen mắt nữ nhân nhìn thấy la thành nhìn nàng nàng liền hơi di chuyển thân thể một chút kéo ra khoảng cách với la thành cô có phải là người ở phòng số một du thuyền không la thành nhìn thấy động tác của cô mỉm cười hỏi nghe được la thành nói nữ nhân hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua la thành ta chính là bảo an dẫn ngươi lên phòng cùng tầng cao nhất a cũng đúng loại tiểu nhân vật như ta các ngươi những người có tiền này làm sao sẽ lưu ý đây la thành tiếp tục nói nữ nhân nghe được la thành nói sắc mặt hơi xấu hổ lên bất quá la thành nói ra thân phận của hắn nữ nhân cũng an tâm không ít Ngươi biết chúng ta hiện tại ở nơi nào sao?" Nữ nhân nhìn thoáng qua La Thành hỏi, nữ nhân thanh âm rất dịu dàng nhu hòa, rất êm tai. "Là một hòn đảo." La Thành thêm củi vào đống lửa đáp lại. Nữ nhân nghe được là một tòa hòn đảo, liền không nói gì nữa, La Thành dựa lưng vào thân cây, con mắt nhắm lại. Chương 2. Tìm kiếm nước ngọt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sáng sớm La Thành từ thân cây tỉnh lại, hắn vừa khát vừa đói, liếc mắt nhìn nữ nhân ngủ trên mặt đất bên cạnh, La Thành không đánh thức nàng, chính mình đi tới bên bờ biển. La Thành muốn dựng một nơi trú ẩn ở đây, chờ đội cứu viện đến, nhưng hiện tại quan trọng nhất của hắn là tìm được thức ăn và nước ngọt. La Thành nhìn xung quanh một chút, phát hiện mấy cây dừa bên bờ biển, phía trên đều có mấy quả dừa màu xanh, nhưng cây quá cao, cao hơn 10-20 mét, muốn leo lên hái dừa cũng là một chuyện rất khó làm. La Thành nhìn thoáng qua biển rộng mênh mông, xoay người đi vào trong rừng cây, hắn muốn vào trong rừng cây tìm xem có nước ngọt hay không. La Thành đi được vài phút, nữ nhân cũng chậm rãi tỉnh lại, nàng phát hiện La Thành đã không còn nữa, chỉ để lại một đống trâu gỗ, lửa đã sớm tắt. Cô chậm rãi đứng lên đi tới bên bờ biển nhìn chung quanh, nơi xa lạ này khiến cô cảm thấy một chút sợ hãi, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Cô chậm rãi ngồi sổng xuống, cảm giác được mình rất bất lực ánh mắt không tự giác chảy ra nước mắt, nhưng rất nhanh cô liền đem nước mắt lau khô, dọc theo bờ biển từng bước từng bước đi về phía bên phải. La Thành ở rừng cây tìm hơn một giờ, cái gì cũng không có tìm được, hiện tại hắn đã khát đến không chịu nổi, phải mau chóng tìm được nước ngọt. La Thành nhìn chung quanh một chút, đi về phía rừng cây thấp, nửa giờ sau, vẫn không tìm được nước ngọt, nhưng hắn tìm được một cây cối dài hơn 10 mét ngã trên mặt đất, La Thành nhặt nó lên liền đi về phía bờ biển. Khi La Thành trở lại bờ biển, phát hiện người phụ nữ kia đã không còn, nhưng hắn cũng không cảm thấy gì, dù sao hắn cũng không biết người phụ nữ kia. La Thành cầm trường côn đi tới dưới gốc dừa thấp nhất, hướng về phía quả dừa trên cây dừa liền đỉnh lên. Mười mấy phút sau, quả dừa liền rơi xuống một cái, La Thành vội vàng ôm quả dừa đến bãi đá ngầm cách đó không xa, dùng sức đập quả dừa vào chỗ sắc bén nhất của bãi đá ngầm. Chưa đầy vài phút, dừa đã chảy ra nước dừa. La Thành cầm lấy dừa đưa vào miệng, uống từng ngụm từng ngụm nước dừa, La Thành lập tức uống cạn một quả dừa. Sau khi uống nước dừa, La Thành cảm giác được thân thể của mình chậm rãi trở nên có khí lực rất nhiều, La Thành biết, thịt dừa trắng bên trong có thể ăn, nhưng hiện tại hắn muốn đi hái thêm mấy quả dừa xuống. La Thành cầm trường côn một mực hái dừa, nửa giờ sau, trên mặt đất đã có ba quả dừa, La Thành liền đem trường côn thả vào trong rừng cây, ông ba quả dừa đi vào một mảnh đất trống trong rừng cây la thành cũng lấy dừa đã uống về ăn hết thịt quả màu trắng bên trong trước dựng nơi trú ẩn rồi nói sau cũng không biết đội cứu viện khi nào đến ai la thành ngồi dưới đất nghỉ ngơi thở dài không có đau cùng những công cụ khác muốn xây dựng một cái nơi trú ẩn cũng là có khó khăn bất quá đối với la thành mà nói cũng không làm khó được chỗ nào la thành đi ở bên bờ biển cúi đầu tìm đá hắn tìm được một tảng đá lớn hơn nắm tay lấy được bên cạnh đá ngầm liền cầm lấy tảng đá dùng hết toàn lực ném đi, tảng đá trong nháy mắt chia làm hai khối, có một cạnh còn rất sắc bén, La Thành chính là muốn hòn đá như vậy. La Thành cầm hòn đá đi vào rừng cây, tìm một ít cây cối còn nhỏ hơn cả cổ tay rồi dùng hòn đá sắc bén cắt lại. La Thành dùng hơn một giờ, mới cắt đứt ba cây gỗ, tay đều mại lên một cái bọc nước nhỏ, La Thành đem cây cối kéo tới trên đất trống, lại đi trong rừng cây kéo tới rất nhiều dây mây dây mây này tính dẻo dai rất mạnh, dùng để buộc cây cối vừa vặn. Giữa trưa, mặt trời chiếu vào rừng, La Thành cầm một trái dừa đi ra ngoài. Bởi vì La Thành không có ăn được ra gián đồ ăn, hắn rất nhanh liền đói bụng, ăn một chút như vậy thịt dừa, căn bản là không no đủ. La Thành đi tới phía trước bãi biển hơn 100 mét, nơi đó có rất nhiều đá ngầm, lúc thủy triều lên, nước biển hoàn toàn bao phủ những đá ngầm kia, chỉ có sau khi thủy triều xuống những đá ngầm này mới lộ ra, như vậy liền khiến cho trên đá ngầm sẽ có rất nhiều ốc biển nhỏ cùng di bối các loại hải sản la thành đi tới bên đá ngầm thủy triều vừa rút đi không lâu la thành liền cầm vỏ dừa cúi người nhặt những con trai và ốc biển nhỏ đặt chúng vào trong vỏ dừa còn có con cua nhỏ nữa la thành bắt lấy một con cua nhỏ cười cười bỏ vào trong vỏ dừa rất nhanh trong vỏ dừa đã đặt đầy sò và ốc biển la thành đành phải cầm vỏ dừa trở về bãi đất trống la thành nhìn vỏ dừa hài lòng cười cười nói đêm nay có bữa tiệc hải sản lớn bởi vì hòn đảo này không có người ở cho nên trong rừng cây đến trên mặt đất chỗ đều là củi gỗ la thành không chút phí sức tự nhặt rất nhiều trở về bởi vì hòn đảo ban ngày cùng ban đêm chênh lệch nhiệt độ lớn cho nên la thành muốn nhiều nhặt một ít củi gỗ trở về la thành đi đến bãi biển nhặt rất nhiều đá tảng trở về làm thành một vòng tròn ở bên trong nhóm lửa Lục Thiên đem hai quả dừa còn lại đều mang đến bãi biển đá ngầm đập ra một cái lỗ, đổ một ít nước dừa vào trong vỏ dừa, đem vỏ dừa bỏ vào trong đống lửa đốt. Bùng! Đột nhiên, một tiếng ngã xuống đất vang lên, La Thành vội vàng đứng lên nhìn, nguyên lai là nữ nhân kia lại xuất hiện, chỉ là lần này là té xỉu trên mặt đất, La Thành còn tưởng rằng là động vật gì nhảy ra, dọa La Thành giật mình. La Thành vội vàng chạy tới ông lấy nàng, La Thành chỉ cảm thấy mình giống như ông một thứ gì đó mềm mại, cảm giác đó rất kỳ diệu. La Thành đặt cô ở trong trại tạm trú đã dựng xong một nửa, cầm dừa đặt lên miệng cô, đổ nước dừa vào. Khụ khụ. Nữ nhân uống mấy ngụm nước dừa, ho khan hai tiếng, liền tỉnh lại, thấy là La Thành, nàng kích động đứng lên, ông lấy La Thành, trước ngực mềm mại chạm vào thân thể La Thành, La Thành chỉ cảm giác được thân thể mình đang chậm rãi nóng lên. La Thành vỗ vỗ bả vai của nàng nhẹ nhàng đẩy nàng ra, nếu không đẩy nàng ra, La Thành sợ mình chịu không nổi. Uống đi. La Thành đưa dừa cho cô gái, nhìn cô uống từng ngụm từng ngụm nước dừa, trên mặt lộ ra nụ cười, trong chốc lát, nước dừa đã bị cô uống hết. Cảm ơn. Người phụ nữ uống xong nước dừa, cười cười với La Thành, sau đó đỏ mặt, bởi vì cô nhớ tới vừa rồi cô ông lấy La Thành, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động ông một người đàn ông. La Thành lại đem di bối cùng ốc biển đã nấu chín đặt ở trước mặt nàng nói, "Ngươi hẳn là đói muốn ngất, mau ăn đi." Nữ nhân thật sâu nhìn thoáng qua La Thành, liền cầm di bối ăn, nàng thật sự đói cực kỳ, cho nên không để ý thuộc nữ bắt đầu ăn. La Thành nhìn cô ăn hải sản, còn mình thì đứng lên đi tới bờ biển. "Ngươi, ngươi đi đâu?" Nữ nhân vừa thấy La Thành rời đi, vội vàng hỏi. La Thành quay đầu nói, không có dừa, ta đi ra ngoài hái hai quả trở về. Đợi đến khi La Thành cầm hai quả dừa trở lại bãi đất trống, trong vỏ dừa chỉ còn lại hai ba con cua nhỏ và năm sáu con ốc biển nhỏ, những thứ khác đều bị cô ăn hết. Chương 3. Tuyết trắng có chút phẫn nộ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. La Thành nhìn mấy con cua nhỏ và ốc biển trong vỏ dừa, lại nhìn nữ nhân một cái, liền ngồi xuống cầm lấy vỏ dừa ăn, không tới vài cái đã ăn xong ngại quá, ta thật sự quá đói bụng, cho nên liền. Nữ nhân cúi đầu nhìn La Thành một cái, xấu hổ cười cười nói. Ngại quá. Ngại quá ngươi ăn hết đồ ăn của ta rồi. La Thành nhìn nữ nhân nói. Nữ nhân bị La Thành nói đến mặt đều có điểm đỏ, La Thành nhìn bộ dáng của nàng liền có điểm buồn cười. Nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu nói. Cùng lắm thì ta cho ngươi tiền, được chưa? Lục Thiên nhìn nàng chầm chầm nói. À, quả nhiên là người có tiền, lấy ra đi, một ngàn. Một ngàn. Chỉ có chút đồ này. Nhiều nhất là một trăm. Nữ nhân biểu môi nhìn La Thành nói. Quên đi, vậy ngày mai ngươi tự mình đi tìm đồ ăn đi. La Thành khoát khoát tay, đi lấy dây mây bắt đầu buộc cây cối, dựng nơi trú ẩn còn chưa dựng xong. Trong chốc lát, nữ nhân đi tới La Thành bên cạnh trong mắt mang theo lệ nói. Ta ta hướng ngươi xin lỗi được chưa la thành quay đầu lại nhìn nàng nói được rồi được rồi ngay cả một trò đùa cũng không mở nổi mau tới đỡ lấy cây cối này ta buộc chặt một chút nửa giờ sau một nơi trú ẩn đơn giản liền dựng xong lúc này bờ biển lớn xuất hiện ráng chiều chim biển còn đang săn cá biển trên đá ngầm phía dưới vách đá màn đêm buông xuống nhiệt độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống la thành ngồi bên đống lửa uống nước dừa thỉnh thoảng thêm củi vào đống lửa nữ nhân ngồi ở cửa hầm trú ẩn nhìn la thành đối diện suy nghĩ một chút nói ta tên là bạch tuyết ngươi thì sao la thành la thành thản nhiên nói la thành ngươi nói sẽ có người tới cứu chúng ta sao bạch tuyết nhỏ giọng hỏi ta làm sao biết la thành đáp lại bạch tuyết nhìn thoáng qua la thành nàng phát hiện nói chuyện với la thành rất vất vả hai người cứ ngồi như vậy không nói gì ngươi nghỉ ngơi sớm một chút đi la thành nhìn thoáng qua bạch tuyết nói ngươi không nghỉ ngơi sao bạch tuyết hỏi để ta ngủ tiếp la thành đáp lại ngươi ngươi sẽ không muốn lúc ta ngủ làm gì với ta chứ bạch tuyết vừa nằm xuống lại ngồi dậy nói la thành mỉm cười nhìn nàng hai mắt nói ngươi là muốn ám chỉ ta đối với ngươi làm chút gì sao mới không phải bạch tuyết liếc mắt nhìn la thành liền nằm xuống nhưng là nàng chưa từng ngủ qua loại địa phương này nhất thời ngủ không được liền ở trong nơi trú ẩn lăn qua lăn lại đùng 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 ban đêm yên tĩnh củi trong đống lửa thỉnh thoảng phát ra vài tiếng vang la thành thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phía mặc dù nói nơi này là bờ biển rất ít sẽ có động vật đến nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng la thành nhìn tuyết trắng bên trong nơi trú ẩn bóng lưng mê người tản mát ra hào quang mê người nhưng la thành không có động đậy thứ nhất hắn là quân nhân thứ hai nam nhân có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu cho dù phong lưu cũng phải có phong độ thời gian chậm rãi trôi qua la thành ngồi bên đống lửa nhắm mắt lại mãi cho đến hừng đông vào buổi sáng sớm mặt trời mọc trên mặt biển và mặt trời chiếu khắp hòn đảo Mặt trời mọc trên biển tuy rằng rất đẹp, nhưng La Thành không có tâm tình quan sát, bởi vì hắn hiện tại rất đói, tối hôm qua cái kia mấy con cua nhỏ đều không đủ hắn nhét kẻ răng. La Thành đứng lên, nhìn bạch tuyết một chút, phát hiện nạn còn chưa tỉnh lại, La Thành xoay người đi về phía bờ biển. La Thành đi tới bờ biển bên cạnh, nhìn ngày hôm qua nhặt ốc biển nhỏ địa phương, bây giờ còn không có hạ thủy triều, La Thành cũng chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. Mười mấy phút sau, La Thành đi tới vách đá bên cạnh, phát hiện nơi này không thể đi, muốn đi liền phải từ trong rừng cây đường vòng mới có thể đi đến bên kia. La Thành phát hiện phía dưới vách đá có một chỗ lõm vào, có một vật màu trắng trôi nổi, La Thành đi tới. Thì ra là một chai nước khoáng, đây là cái gì? La Thành đi tới trong nước biển nhặt chai nước khoáng lên, liền phát hiện chân mình thiếu chút nữa vấp phải thứ gì đó. La Thành cuối người thò tay vào trong nước biển, nắm lấy kéo. Thì ra là một tấm lưới đánh cá, nhưng đã mục nát không chịu nổi, không thể dùng. La Thành nhìn lưới đánh cá rách nát thì thào nói. La Thành dùng sức giật mạnh, đem lưới đánh cá từ trong đá ngầm toàn bộ kéo ra. La Thành nhìn thấy lưới đánh cá nát cuốn lấy một khối sắt trĩ sét loang lỗ, La Thành lấy nó xuống nhìn một chút, mảnh sắt này có chút nặng tay, dài hai mươi mấy cm. La Thành thả lưới đánh cá trở lại trong nước biển, sau khi rửa sạch bình nước khoáng mang theo mảnh sắt và bình nước khoáng trở về la thành mới vừa đi vào đất trống phát hiện tuyết trắng đã nổi lên vừa rất khó hái đi thôi chúng ta vào rừng tìm nước ngọt và thức ăn la thành nhìn bạch tuyết nói lưng ta hơi đau bạch tuyết nói bạch tuyết lấy tay sờ sờ sau lưng nàng không có ngủ qua địa phương như vậy nàng phát hiện thời điểm phía sau lưng mình liền có chút đau đau lưng không chết được nhưng không có nước ngọt và thức ăn sẽ chết. La Thành nói. Bạch Tuyết không tình nguyện đi theo phía sau La Thành, đi vào rừng cây không lâu, La Thành liền phát hiện trên sườn núi có một gốc cây đại thụ, cây này cao hai ba mươi mét, La Thành muốn leo lên nhìn chung quanh hòn đảo. La Thành mang theo tuyết trắng xuyên qua rừng cây, vòng vo một cái liền đi lên sườn núi, La Thành leo lên chạc cây hơn mười mét hướng chung quanh xem xét, hắn phát hiện hòn đảo này rất lớn, khắp nơi đều là rừng rậm xanh mơn mởn, trong hòn đảo còn có ngọn núi liên miên không ngừng cao thấp không đồng nhất hơn nửa giờ sau hai người đi tới một mảnh lá rộng trong rừng nơi này khắp nơi đều là đại lá cây thực vật thuộc về lá rộng loại thực vật bình thường chỉ có rừng mưa nhiệt đới cùng mưa nhiều địa phương mới có loại thực vật này la thành vừa đi vừa quan sát bốn phía bạch tuyết có chút sợ hãi theo sát la thành nàng chưa từng tới loại địa phương này huống chi nơi này còn có loại cảm giác sâu thẳm la thành vẫn đi về phía rừng cây thấp Bạch Tuyết thỉnh thoảng vỗ loạn trên người, bởi vì có không ít côn trùng vây quanh nàng, càng đi về phía thấp, những thực vật thấp bé kia lại càng nhiều càng tươi tốt, thỉnh thoảng còn có thực vật tảo xuất hiện, La Thành biết, phụ cận này khẳng định có nguồn nước. Rào rào rào. Đi hơn 10 phút sau, La Thành liền nghe được tiếng nước chảy, La Thành nhanh chóng chạy tới, Bạch Tuyết theo sát phía sau, La Thành vừa chạy ra khỏi rừng cây, liền nhìn thấy một thác nước nhỏ, từ vách núi cao hơn 10 mét chảy xuống phía dưới thác nước hình thành một đầm nước trong suốt thấy đáy hơn 10 mét vuông, nước đầm lại chảy về phía chỗ thấp nhất phía dưới, hình thành một dòng suối nhỏ. La Thành đặt bình nước khoáng xuống đất, liền chạy tới dòng suối nhỏ rửa tay, liền chạy tới trong đầm nước dùng hai tay nâng nước lên uống mấy ngụm lớn, bạch tuyết cũng giống như La Thành. Đầm Sảng khoái La Thành uống nước sông cao hứng hô to một tiếng, nước suối mát mẻ tiến vào thân thể, khiến cho La Thành tinh thần rất nhiều. Chương 4 Xây dựng nhà tranh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Sau khi hai người uống đủ nước dưới thác nước, nghỉ ngơi thật tốt một chút, liền dựa theo con đường ban đầu trở về, lúc đi La Thành đem bình nước khoáng đều đổ đầy nước, La Thành còn nhặt được một cây gậy gỗ trong rừng cây, cây gậy gỗ này dài hơn một mét, quan trọng là nó còn rất cứng. La Thành Chẳng lẽ chúng ta mỗi lần khát nước đều tới nơi này uống nước sao? Bạch Tuyết đi theo phía sau La Thành hỏi la thành bốn phía xem xét nói chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao bạch tuyết nghe vậy trong lúc nhất thời cũng trả lời không được đúng vậy bọn họ lại không có chứa nước lọ chỉ có thể làm như vậy nhưng là mỗi lần qua lại đều kém không nhiều lắm muốn hai giờ cái này có chút xa la thành đột nhiên đẩy ra phía sau bạch tuyết nhưng là tay của hắn giống như đụng phải một cái mềm mại chỗ nhưng là la thành cũng không có nghĩ nhiều chỉ là đẩy ra bạch tuyết sau dùng côn gỗ đối với một chỗ bụi cỏ liền mãnh liệt đánh xuống. Sau khi Bạch Tuyết bị La Thành đẩy ra, thiếu chút nữa ngã sắp xuống đất, nhưng tay La Thành đụng phải chỗ không nên đụng. La Thành Ngươi Ngươi xem, đây là rắn độc, đi thêm hai bước nữa sẽ bị cắn, bị nó cắn, cũng chỉ có thể tìm cái trăm mát địa phương. La Thành còn không đợi Bạch Tuyết nói xong, từ trong bụi cỏ lấy ra một đầu đã chết độc xà nói, đầu độc xà này ước chừng nặng tới ba cân nhưng mà... Được rồi, đi mau đi, đợi lát nữa lại đi ra một cái, hoặc là chạy tới những động vật ăn thịt khác liền phiền toái. La Thành nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, liền cầm rắn độc hướng bờ biển bên đi đến. Bạch Tuyết phẫn nộ nhìn La Thành, nhưng La Thành không cho nàng cơ hội nói chuyện, nàng chỉ có thể dậm chân tại chỗ vài cái, liền đuổi theo La Thành. La Thành vừa đi vừa nghĩ. Ta cũng không phải cố ý, thế nhưng, xúc cảm thật sự tốt, co giảng lớn, Ai, ta đang suy nghĩ cái gì vậy? Hai người trở lại nơi trú ẩn, La Thành liền cầm rắn độc đi ra bờ biển, La Thành ở gần bờ biển tìm một khối đá sắc bén màu đen, dùng đá cắt da rắn độc, liền đi trong nước biển rửa sạch. La Thành, ngươi cầm con rắn độc kia trở về làm gì? Bạch Tuyết tò mò hỏi, chuyện vừa rồi nàng dự định không nhắc tới nữa, dù sao hiện tại muốn sống sót chờ cứu viện, nàng chỉ có thể dựa vào La Thành. Ngươi nói là nó sao? nhất định là ăn la thành đưa thịt trắng trong tay cho bạch tuyết nhìn một chút ta không ăn thịt trắng quá ghê tởm bạch tuyết nhìn thoáng qua lục thiên nói la thành không để ý tới bạch tuyết cầm củi và một ít lá cây khô tới liền đốt lửa lên đem thịt trắng vây quanh một cây gậy gỗ nhỏ đặt ở bên đống lửa nướng vậy ngươi tự ra ngoài tìm đồ ăn đi la thành cầm thịt trắng vừa nướng vừa nói với bạch tuyết Bạch Tuyết có chút tức giận nhìn La Thành, nàng hiện tại đã có chút đói bụng, nhưng là nàng đánh chết cũng không ăn thịt trắng. Hơn 10 phút sau, thịt trắng đã bị nướng bay ra mùi thơm, La Thành lấy tay xé một miếng nhỏ ăn, Bạch Tuyết nhìn La Thành ăn có chút thơm, chính nàng nuốt vài ngụm nước miếng. Ăn không? La Thành cười cười nhìn Bạch Tuyết hỏi. Không ăn. Bạch Tuyết quay đầu đi nói. La Thành cười cười, tự mình ăn thịt trắng, không đến 5 phút, một đầu thịt trắng liền toàn bộ tiến vào la thành trong bụng gô luôn bụng bạch tuyết đột nhiên vang lên xem ra là rất đói bụng bạch tuyết lấy tay sờ sờ bụng dùng ánh mắt nhìn thoáng qua la thành lại quay đầu đi ha ha uống ngụm nước trước đã ta dẫn ngươi đi nhặt ốc biển hiện tại hẳn là thủy triều xuống đi thôi la thành đưa nước khoáng cho bạch tuyết vừa cười vừa nói này đừng uống hết la thành thấy bạch tuyết uống hết một chai nước vội vàng mở miệng nói lát nữa còn phải nấu ốc biển nữa la thành cầm nửa bình nước còn lại từ trong tay bạch tuyết nói bạch tuyết uống nửa bình nước cảm giác tốt hơn rất nhiều giống như không có đói bụng như vậy la thành mang theo nàng hướng bờ cát bên cạnh đi đến hai người đi tới bờ biển la thành nhìn nơi thủy triều đã xuống đã ngầm đã lộ ra đi xuống đi không nên cởi giày đi xuống a vạn nhất bị thương ở chân thì phiền toái nơi này cũng không có dược vật la thành đi ở phía trước nói hai người đi tới trong đá ngầm cuối người xuống tìm ốc biển nhỏ hút bên đá ngầm mỗi người cầm một cái vỏ dừa dùng để đựng hải sản nhặt được la thành tìm được một con cá biển nặng không hơn một cân trong một vũng nước nhỏ bên cạnh đá ngầm la thành bắt được cá biển đặt lên bờ chờ lúc trở về sẽ lấy la thành ngươi xem ta ở bên trong tìm được một cái bát trảo ngư bạch tuyết cầm lấy một cái tròn trịa bình sắt chỉ vào trong bình sắt bác trảo ngư cười nói bạch tuyết lôi con cá tám móng ra bỏ vào trong vỏ dừa vừa định ném cái bình sắt xuống nước biển không nên ném la thành vừa nhìn vội vàng hô với bạch tuyết vội vàng đi qua lấy cái bình sắt từ trong tay bạch tuyết tới làm gì muốn nó có ích lợi gì bạch tuyết nhìn la thành cầm bình sắt giống như nhặt được bảo bối mở miệng nói La Thành không để ý tới Bạch Tuyết, sau khi cầm bình sắt đi tới trong nước biển rửa sạch mấy lần, dùng bình sắt đựng một ít nước, La Thành nhìn dưới đáy bình sắt, phát hiện không có rỉ nước, liền mang bình sắt lên bờ. La Thành phát hiện, bình sắt này hẳn là dùng để đựng sữa bột. Nửa giờ sau, hai người cầm đầy vỏ dừa hải sản trở lại nơi trú ẩn. "Trước nấu hải sản trong vỏ dừa của ngươi, ta còn có con cá này, giữ lại buổi tối ăn." La Thành nói nhưng ta không biết nấu a à, bạch tuyết vội vàng nói cứ bỏ vỏ dừa vào đống lửa là được chừng mười phút là nấu đều là những con sò biển nhỏ rất nhanh chín. la thành bỏ vỏ dừa vào đống lửa cầm miếng sắt đi đến bờ biển la thành đi tới bên đá ngầm dùng nước biển làm ướt miếng sắt một chút rồi mài lên đá ngầm hắn muốn mài miếng sắt một bên sắt bén dùng như dao nhỏ thời gian trôi qua từng ngày la thành và bạch tuyết đã ở trong rừng cây bên bờ biển bốn ngày ngay cả bóng dáng đội cứu viện cũng không thấy la thành hoài nghi rốt cuộc đội cứu viện có đến hay không nửa đêm hôm qua còn đổ mưa nhỏ nơi trú ẩn rỉ nước khắp nơi điều này khiến cho la thành muốn xây một nhà tranh như vậy sẽ thuận tiện hơn rất nhiều bạch tuyết ăn no về sau chúng ta muốn dựng cái nhà tranh tối hôm qua nếu là mưa to chúng ta liền chết lạnh ở chỗ này cái này nơi trú ẩn không được la thành nhìn đang ăn ốc biển bạch tuyết nói bạch tuyết hút ra một miếng thịt ốc biển nhỏ nói nhưng ta thì không ngươi thì có sao ngươi nói xem ăn nhanh lên la thành nói bạch tuyết ăn xong la thành mang theo nàng đi tới rìa rừng cây nhìn khúc gỗ còn chưa thối rửa trên mặt đất nói ngươi phụ trách đem những khúc gỗ này dời đến bãi đất trống là được vậy ngươi làm cái gì bạch tuyết nói ta đi bên bờ biển bên kia chuyển đá tảng đá trở về nếu không chúng ta đổi ngươi đi chuyển đá la thành nhìn bạch tuyết mỉm cười nói la thành nhìn đại tiểu thư nhà giàu này chuyển gỗ có thể cũng quá sức ngươi có phải khinh thường ta hay không bạch tuyết nhìn la thành hỏi không có ta chưa bao giờ khinh thường bất cứ người nào la thành nói ta sẽ chứng minh nữ nhân chúng ta sẽ không so với nam nhân các ngươi kém bạch tuyết nói xong liền bắt đầu chuyển gỗ đi trên đất trống La Thành khẽ mỉm cười, liền đi đến bờ biển, La Thành nhìn những tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất trải rác khắp nơi, liền chọn những tảng lớn dọn đến bãi đất trống. Chương 5. Bố trí thông lộng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một buổi sáng, La Thành chuyển mấy chục tảng đá đến bãi đất trống, Bạch Tuyết chuyển mấy khúc gỗ cũng đã đầu đầy mồ hôi, dùng bàn tay ngọc trắng như tuyết nhẹ nhàng lau đi mồ hôi. Cả buổi sáng cô chỉ chuyển hơn 10 khúc gỗ tương đối lớn. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi. La Thành nhìn Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết không nói gì, trực tiếp đi chuyển gỗ. La Thành lắc đầu, cầm tiểu đao đi vào trong bụi cây cách rừng cây không xa, nơi này có cỏ tranh cao hơn một mét. La Thành dùng tiểu đao cắt một bó lớn cỏ tranh ông trở về. Con dao nhỏ này là La Thành dùng mảnh sắt mài ra, còn rất sắc bén, La Thành mài ước chừng hai ngày mới mài ra la thành đem tảng đá chuyển tới xếp lên đem đầu gỗ cắm ở trong khe hở đầu gỗ phía trên liền dùng dây mây cột chặt lại trải một ít nhánh cây làm khung xương phía trên lại trải một tầng cỏ tranh la thành nhìn căn nhà tranh này hình như còn thiếu chút nữa cái gì tốt lắm gỗ đủ rồi nghỉ ngơi một chút đi bạch tuyết mang một cây gỗ nhỏ trở về la thành nói bạch tuyết ngồi trên một khúc gỗ uống vài ngụm nước nhìn la thành dùng dây leo buộc cỏ tranh vào khúc gỗ xung quanh Ngươi nghĩ ngơi tốt, qua bên kia ông cỏ tranh về là được, ta muốn vào rừng cây một chút. La Thành chỉ vào lùm cây nói. La Thành dùng cỏ tranh vây chung quanh, như vậy cho dù là mưa to, nước mưa cũng sẽ không bắn vào trong nhà tranh. La Thành nhìn bạch tuyết một cái, liền đi vào trong rừng cây, đi về phía rừng lá rộng, hắn muốn cắt một ít lá đại thụ trở về, đặt ở trên nóc nhà tranh, như vậy sẽ không bị dột. Di, nơi này thường xuyên có động vật đi lại la thành đang đi phát hiện một con đường nhỏ động vật đi ra la thành chung quanh nhìn một chút liền đi vào trong rừng cây dùng dao nhỏ chặt mấy cây mây xuống trở lại trên đường nhỏ chế tác hai cái thòng lọng ngày mai lại đến xem hy vọng có thể bắt được động vật mấy ngày nay đều ăn những con ốc biển con trai gì đó đều sắp ăn ói rồi la thành nhìn thòng lọng nói la thành rất nhanh đi tới trong rừng lá rộng tìm mấy gốc lá cây lớn dùng dao nhỏ chặt vài mảnh xuống rồi ông trở về nhà tranh đợi la thành ông lá cây lớn trở lại nhà tranh thời điểm bạch tuyết đã đem cỏ tranh đều chuyển trở về chỉ là bạch tuyết không ở chỗ này không biết đi nơi nào la thành đem từng mảnh lá đại thụ từ dưới lên trên đặt ở trên nóc nhà cỏ tranh tiếp theo ở phía trên lại đặt một tầng cỏ tranh cùng cành cây ngăn chặn lá cây la thành dùng dây mây ở hai bên trái phải cột chặt những nhánh cây kia như vậy nóc nhà cỏ tranh coi như hoàn thành La Thành đi vào trong nhà tranh nhìn một chút, cảm giác rất tốt, ngủ hai ba người không thành vấn đề, còn sẽ không chen chút cùng một chỗ. La Thành còn đem cỏ tranh còn lại đều chuyển vào trong nhà tranh trải tốt, như vậy ngủ ở trên cỏ tranh sẽ rất mềm mại, La Thành trải cỏ tranh hai bên, ở giữa liền để lại, dùng đá đắp cao, cao hơn 20cm, như vậy buổi tối có thể nhóm lửa sưởi ấm. Phong La Thành vừa làm xong những thứ này, Bạch Tuyết liền từ bên bờ biển đi vào la thành nhìn bạch tuyết nói bạch tuyết ngươi đi đâu rồi ta đi bờ biển thuận tiện đi bạch tuyết vừa nói xong cũng cảm giác được chính mình giống như nói sai rồi chính mình đi thuận tiện tại sao phải nói cho hắn biết lập tức bạch tuyết liền đỏ mặt đi tới nơi trú ẩn trốn đi la thành chỉ khẽ mỉm cười liền hướng về bãi biển đi đến la thành muốn đi xem bãi biển phụ cận nhìn xem có cái gì ăn hay không bởi vì đêm nay đồ ăn còn không có tin tức sau khi đến bãi biển la thành liền cởi giày đặt dưới tàn cây dừa chân trần đi thẳng về phía trước trong nước biển bên bờ biển lúc này trên mặt biển gió êm sóng lặng la thành nhìn cá biển bơi tới bơi lui trong nước cạn muốn bắt chúng tay không là không thể nào la thành suy nghĩ một chút liền rời khỏi bãi biển đi vào trong rừng cây trong chốc lát la thành liền cầm một cây gậy gỗ kém không nhiều lắm hai mét đi ra còn dùng dao nhỏ gọt nhọn một đầu liền cầm gậy gỗ trở về trong nước biển La Thành đứng trong nước biển không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chầm chầm con cá biển đang bơi gần đó. Đột nhiên, La Thành hướng bên chân mãnh liệt cắm xuống, một cái bơi tới bên chân hắn hải ngư đã bị sắc nhọn một côn đâm thủng thân thể, La Thành đem hải ngư thả tới bờ biển bên, cầm một côn lại trở về đến trong nước biển. Không đến 10 phút, lại một con cá biển bị La Thành đâm trúng, con cá biển này so với con vừa rồi còn lớn hơn, ít nhất nặng hai cân. Sau khi thu hoạch hai con cá biển, La Thành cao hứng cầm cá đi về phía doanh địa, doanh địa là chỉ chỗ ở hiện tại của hắn. La Thành vừa trở lại doanh địa, liền thấy Bạch Tuyết đang sửa sang lại cỏ tranh trong phòng. La Thành chỉ liếc mắt nhìn Bạch Tuyết một cái, liền nhóm lửa trên bãi đất trống, đem cá biển dùng gậy gỗ nhỏ sâu lại đặt ở trên lửa nướng. Năm phút sau, cá biển liền bay ra mùi cá, nhưng còn chưa chín, còn phải tiếp tục nướng. Bạch Tuyết ngửi được mùi cá, nhìn La Thành một chút, lại tiếp tục cầm một nắm lá cây dọn dẹp một ít đá vụn trước cửa nhà tranh. La Thành lật ngược cá biển, hơn 10 phút sau, cá biển ngoài cháy trong mềm rốt cục chín, mùi khét nhàn nhạt bay ra. La Thành hướng bạch tuyết hô. Bạch tuyết, cá chín rồi, có thể ăn cá. Bận rộn một ngày, giữa trưa lại không có ăn được cái gì đồ ăn, hiện tại hai người đều nhanh đói muốn chết. Bạch tuyết đặt lá cây bên cạnh nhà tranh, liền đi tới ngồi xuống, la thành đem cá biển nướng xong đưa cho bạch tuyết hai người bắt đầu ăn a à, bạch tuyết cầm lấy cá biển vừa đưa tới bên miệng đã bị bỏng một chút giống như ta vậy lấy tay từ bên ngoài chậm rãi xé thịt cá ra ăn la thành nhìn bạch tuyết cười cười nói bạch tuyết mỉm cười với la thành la thành cá ngươi nướng ăn ngon quá một người đói bụng ăn cái gì cũng thơm ha ha la thành cười cười đáp lại sau khi bạch tuyết ăn xong cá nướng liền thêm mấy que củi vào đống lửa la thành ngươi nói nếu đội cứu viện không đến chúng ta có phải hay không muốn một mực ở lại trên đảo này bạch tuyết sắc mặt bình tĩnh nhìn la thành hỏi la thành đem xương cá đã ăn xong bỏ vào trong đống lửa đốt thì nói nếu đội cứu viện không tới được đầu tiên chúng ta phải bảo đảm mình ở chỗ này có thể sống còn sống thì có hy vọng những chuyện khác chỉ có thể thấy một bước đi một bước Bạch Tuyết nghe vậy, cúi đầu nhìn đóng lửa, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, đúng vậy, còn sống, thì có hy vọng được cứu. La Thành ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn mặt trời đã lặn, La Thành biết, màn đêm rất nhanh sẽ buông xuống. La Thành đứng lên đi tới bờ biển, hắn muốn đi tắm trước khi màn đêm buông xuống. La Thành đi tới bên bờ biển, trực tiếp cởi hết quần áo đặt ở trên đá ngầm bên cạnh, chạy đến trong nước biển. La Thành ngâm mình trong nước biển, cảm giác được hiện tại nước biển còn không phải rất lạnh, cũng chậm rãi bơi tới biển sâu. Mười mấy phút sau, La Thành liền từ trong nước biển đi lên, mặc quần áo tử tế liền hướng doanh địa đi đến. Rầm rầm. Từng đợt gió biển thổi qua, sóng biển nối tiếp sóng biển cọ sát bãi cát, màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Chương 6 Hai nam hai nữ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đợi La Thành trở lại trong nhà tranh, thấy thân hình xinh đẹp của Bạch Tuyết đã nằm ở một bên trên cỏ tranh, hai tay gắt gao ông ở trước ngực, hai chân gặp lại. La Thành nhìn bộ dáng của nàng cười cười, liền đi đem củi lửa bên ngoài nơi trú ẩn chuyển đến trong vòng đá trong nhà tranh đốt lên, còn mang một ít gỗ tương đối lớn đi vào. Ban đêm, gió nhẹ thổi qua nhà tranh, bất quá đều bị chặn ở bên ngoài, khiến cho bên trong nhà tranh tương đối ấm áp, hơn nữa còn đốt đóng lửa. Sáng sớm, một luồng ánh mặt trời màu vàng chiếu vào trong rừng cây, La Thành chậm rãi từ trong cỏ tranh tỉnh lại. Đi đến nhà tranh, duỗi lưng vài cái, nhìn ánh mặt trời tươi sáng, xem ra hôm nay lại là một thời tiết tốt. Lúc này, Bạch Tuyết cũng từ trong nhà tranh đi ra, vỗ vỗ cỏ tranh vụn lưu lại trên người. "Tỉnh rồi." La Thành nhìn nàng mỉm cười nói. "Ừ." Bạch Tuyết gật đầu đáp lại. "Ta đi thác nước nơi đó trang bị chút nước." Ngươi đi nhặt chút củi trở về là được, tối hôm qua củi thiếu chút nữa bị đốt xong. La Thành nhìn Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, La Thành liền cầm bình nước khoáng trống không, cắm dao nhỏ vào trong thắt lưng, đi vào trong rừng cây. Đợi La Thành đi rồi, Bạch Tuyết đi tới bờ biển, ngồi sổng xuống rửa mặt một chút, ngẩng đầu nhìn biển rộng mênh mông vô bờ, Bạch Tuyết đột nhiên hai tay che mặt thấp giọng khóc. Có lẽ cô cảm thấy đội cứu hộ sẽ không đến, có lẽ cô cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc mấy phút sau bạch tuyết đứng lên lau nước mắt lẩm bẩm nói có lẽ la thành nói đúng còn sống thì có hy vọng bạch tuyết suy nghĩ cẩn thận một ít sự tình tản đi những ý niệm khác trong đầu nàng hiện tại chỉ muốn ở trên hòn đảo đơn độc này sinh tồn vạn nhất có một ngày có thể được cứu đây tiếp theo nàng liền đi trong rừng cây tìm củi chuyển về trên mặt đất trống ngao hừng ngao la thành mới vừa đi đến cách chỗ thòng lọng dưới mười mấy mét đã nghe thấy tiếng động vật kêu la thành vội vàng chạy tới đi tới con đường nhỏ vừa nhìn nguyên lai là một con lợn rừng thoạt nhìn nặng bốn năm mươi cân bị thòng lọng bao lấy chân sau lợn rừng nhìn thấy người liền càng thêm phát cuồng hướng la thành gào khóc la thành thoáng chuyển tới phía sau lợn rừng từ trong thắt lưng lấy ra dao nhỏ thừa dịp lợn rừng không chú ý la thành nhào thẳng lên người lợn rừng dùng dao nhỏ nhanh chóng cắm vào cổ lợn rừng, một cổ máu tươi phun ra, la thành gắt gao đè lợn rừng lại trên mặt đất. trong chốc lát, lợn rừng đạp vài cái chân, sẽ không còn tức giận, la thành buông lợn rừng ra, cổng nó lên lưng, liền hướng doanh địa đi đến, ngay cả nước cũng lười đi giả bộ. đợi la thành cổng lợn rừng trở lại đất trống, bạch tuyết vừa vặn ông một khúc gỗ trở về. a, à, la thành, ngươi cổng cái gì? bạch tuyết vừa đặt đầu gỗ xuống đã thấy La Thành đặt lợn rừng trên mặt đất, Bạch Tuyết kinh ngạc hỏi. La Thành vỗ vỗ hai tay cười nói. Đây là lợn rừng, mấy ngày nay không cần đi tìm thức ăn, ha ha. La Thành cổng lợn rừng lên lưng, đi về phía bãi biển, Bạch Tuyết cầm bình sữa bột cười đi theo phía sau La Thành. Đi tới bờ biển, La Thành dùng dao nhỏ rạch bụng lợn rừng, bắt đầu dọn dẹp. Người đem phân trong ruột heo này đều thả ra đi. À, ta sẽ không, quá thối, ngươi tự mình làm đi hai người tại bờ biển bên xử lý lấy lợn rừng hai người vừa nói vừa cười la thành cảm giác được bạch tuyết giống như có chút trở nên không giống nhau hôm nay lời nói đặc biệt nhiều hơn nữa nhìn nàng cười thời điểm giống như đều phát ra từ nội tâm cười hơn một giờ sau la thành đem lợn rừng đều xử lý tốt những kia heo nội tạng đều thả vào trong bình sắt bạch tuyết cầm trở về la thành liền đem đã xử lý tốt lợn rừng cổng trở về La Thành đem thịt lợn rừng đặt ở trong lá cây trên bãi đất trống, dùng mấy tảng đá xếp thành một cái bếp, đem bình sắt đặt ở phía trên, thế nhưng lúc này La Thành mới phát hiện, hiện tại bọn họ đã không còn nước. Bạch Tuyết, ngươi ở chỗ này trong chừng thịt lợn rừng, không nên bị cái gì động vật ngậm đi rồi. La Thành hướng Bạch Tuyết nói, chính mình liền cầm tiểu đao hướng trong rừng cây đi đến. Trong chốc lát, La Thành liền cầm ba cây gậy gỗ rất dài đi ra, dùng dây leo nối cây gậy gỗ lại với nhau buộc chặt, liền cầm nó đi tới dưới tàn cây dừa bên bờ biển. La Thành dùng sức đem gậy gỗ hướng trên cây dừa đính dừa, La Thành cảm giác được rất vất vả, liền cầm một cây gậy gỗ dài 7-8 mét leo lên cây dừa. Rất nhanh, mấy quả dừa đã bị La Thành dùng gậy gỗ đẩy xuống, mang về doanh địa. La Thành dùng dao nhỏ cắt dừa ra một cái miệng nhỏ, liền đổ nước dừa vào trong bình sắt, tiếp theo bắt đầu nhóm lửa lại đi cắt một miếng thịt lợn rừng rồi bỏ vào trong lửa nướng đúng lúc này trong rừng cây truyền đến một trận âm thanh tí tách la thành đầu tiên là sửng sốt sau đó trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là lợn rừng hay con vật nào la thành thoáng đem tiểu đao lấy ra bạch tuyết cũng nghe được thanh âm nàng thoáng đi đến la thành phía sau nếu có chuyện gì la thành là nàng duy nhất bảo đảm rất nhanh trong rừng cây liền đi ra hai nam hai nữ nhìn bọn họ bộ dáng giống như rất chật vật ha ha trên đảo này quả nhiên còn có người gặp nạn ân còn có thịt ăn một cái thoạt nhìn có ba mươi tuổi nam nhân sau khi nhìn thấy la thành cười đi tới phía sau hắn một nam hai nữ cũng đi theo hắn cùng nhau đi tới đứng lại ai cho các ngươi đi tới la thành cầm tiểu đao đứng lên nhìn bốn người lạnh lùng nói bốn người nhìn thấy la thành như vậy liền đứng cách la thành năm sáu mét nhìn la thành nam nhân ba mươi tuổi kia đi về phía trước một bước cười nói huynh đệ tất cả mọi người đều là người gặp nạn không cần bộ dáng này nha ai là huynh đệ của ngươi lập tức rời khỏi chỗ của ta la thành lạnh lùng nhìn bốn người nói ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem những kia thịt đều cho chúng ta bằng không muốn ngươi đẹp mắt hiện tại tất cả mọi người lưu lạc ở trên hoang đảo này chính là người một nhà biết không cái kia gọi hàng ca người đối với cái kia hai mươi mấy tuổi nam nhân mắng, cái kia hai cái nữ vẫn đứng ở một bên không nói gì. Huynh đệ, hợp quần một chút nha, nếu không chúng ta cùng một chỗ. Nhiều người lực lượng lớn nha, người nói có phải hay không cái này lý. Nhiều người lực lượng lớn. Hừ. Nhiều người là lực lượng lớn, nhưng thức ăn lớn hơn, ở hòn đảo khang hiếm thức ăn này, nếu sáu bảy người ở cùng một chỗ, thức ăn mỗi ngày đều là vấn đề rất lớn. Nếu như ta không muốn đi cùng các ngươi thì sao?" La Thành cười lạnh nói. "Huynh đệ, ngươi như vậy nói chuyện thật không tốt a." À? Hàng Ca trầm mặt lạnh lùng nói. "Uy hiếp ta a, à? mau cút. Bằng không ta đem các ngươi đều lưu lại nơi này." La Thành dùng dao nhỏ chỉ vào bọn họ nói. Hàng Ca thấy tiểu đao trong tay La Thành, đột nhiên cười nói. "Được, được, chúng ta đi, được rồi." Chương 7 đồng nhan gia nhập vào. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. La Thành nhìn người gọi hàng ca rời đi, nhưng một nữ tử trong đó đứng bất động tại chỗ, ánh mắt nhìn La Thành cùng Bạch Tuyết. Lục Thiên vừa nhìn, mẹ a, à, đồng nhan cự nhũ a, à, một trương chọc người triệu mến mặt búp bê, cao chừng một mét sáu, thoạt nhìn hai mươi tuổi tuổi, trắng nõn da thịt, còn có kia ngạo nhân dáng người, La Thành đều không tự giác nhìn nhiều hai mắt. Bạch Tuyết nhìn La Thành nhìn chầm chầm cô gái kia, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, miệng nhỏ giọng mắng. Đàn ông thối đều giống nhau. La Thành nghe được Bạch Tuyết nói, cố ý ho khan hai tiếng, xấu hổ quay đầu cười cười với Bạch Tuyết. Đồng nhan, đi mau à, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Hàng ca vừa đi vào rừng cây, phát hiện đồng nhan không có theo tới, quay đầu đối với nữ tử kia hô. Nữ tử kia nghe hàng ca gọi nàng, nàng quay đầu nhìn hàng ca ba người nói. Ta. Ta không đi theo các ngươi, ta muốn ở lại đây." Nữ tử nói xong liền chạy về phía La Thành. "Ngươi mau tới đây cho ta. Ngươi là muốn chết sao?" Hàng Ca thấy Đồng Nhan chạy đến La Thành nơi đó, nhanh chóng đi về phía trước vài bước hô. "Đồng Nhan." Tên này đặt thật hay, ngươi cũng như tên a, à, La Thành thầm nghĩ. "Đồng Nhan, ngươi lại đây đi." Nữ tử bên cạnh hàng Ca cũng mở miệng nói gọi đồng nhan nữ tử kia đối với nữ tử kia, nói. Trương tỷ ta sẽ không đi qua, hai người bọn họ cả ngày muốn chiếm tiện nghi của ta, động thủ động chân với ta. Bạch Tuyết nghe được lời của nàng, trên mặt lộ ra thần sắc không thoải mái, nhìn hai nam nhân kia. Đồng nhan, lại đây đi, ta cam đoan, về sau sẽ không động thủ với ngươi nữa, lại đây đi. Hàng ca cười nói với nữ tử kia. Các ngươi. Các ngươi nguyện ý thu lưu ta sao? Nữ tử gọi Đồng Nhan dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn La Thành cùng Bạch Tuyết. Bạch Tuyết không nói gì, chỉ là nhìn La Thành, gọi Đồng Nhan nữ tử thấy vậy, liền biết nơi này là La Thành làm chủ. Ngươi, ngươi nguyện ý thu lưu ta sao? Đồng Nhan lại dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn La Thành, trên mặt còn lộ ra thần sắc kinh hoảng, nàng sợ La Thành trong miệng sẽ nói một chữ không. La Thành nhìn nàng nói, thu lưu ngươi có thể, nhưng là muốn nghe lời của ta, ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền muốn làm cái đó, có thể làm được sao? Đồng nhan cúi đầu suy nghĩ một chút, nhìn La Thành dùng sức gật đầu. Ngươi là muốn chết sao? Hàng ca tức giận hô, mẹ nó, như vậy cực phẩm nữ nhân, chỉ cần lại đi theo bên cạnh hắn vài ngày, hắn là có thể được nàng, hiện tại lại chạy đến những người khác nơi đó, hàng ca có thể không phát hỏa sao? Chấp nhận được không? Không thể đồng nhan thấy hàng ca tức giận, vội vàng đi tới phía sau la thành trốn tránh. La thành đứng lên, đi tới bên cạnh hàng ca cười nói: hiện tại nàng theo ta, các ngươi đi thôi. huynh đệ, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? hàng ca ánh mắt nhìn chầm chầm la thành nói: mẹ nó. hàng ca để ta tới thu thập hắn. nam tử bên cạnh hàng ca tức giận mắng một tiếng, chạy tới liền đá một cước về phía la thành. La Thành cực nhanh tiến về phía trước hai bước, một cước liền đá bay nam tử kia bay ra xa mấy mét, ngã vào trong rừng cây. Nữ tử kia nhanh chóng chạy tới nâng hắn dậy. La Thành cầm dao nhỏ kề vào cổ hàng ca nói: "Đi, hay là chết? Ngươi phải biết rằng giết các ngươi ở đây cùng giết chó không có gì khác nhau." Hàng ca nhìn thoáng qua La Thành cùng đồng nhan tức giận cười nói: "Được, ngươi lợi hại, ta đi." Hàng ca nói xong liền mang theo nam tử cùng nữ tử kia đi vào trong rừng cây, lập tức không thấy bóng dáng. La Thành đi trở về đóng lửa bên cạnh, nhìn đã có chút đốt cháy thịt lợn rừng lật qua, Bạch Tuyết liền dùng một cây gậy gỗ nhỏ quấy động trong bình sắt lợn rừng nội tạng. Gọi đồng nhan nữ tử liền nhìn chầm chầm thịt lợn rừng kia, còn nuốt nuốt nước miếng. La Thành cầm thịt lợn rừng đã nướng chín đưa cho nàng nói. Ăn đi, nhìn dáng vẻ của ngươi là biết ngươi hẳn là rất đói bụng đồng nhan có chút không thể tin được nhìn La Thành nói. Đây. Đây là cho ta. Ngươi muốn đi theo ta, phải nghe lời của ta, hiện tại ta bảo ngươi đem khối thịt này ăn, chẳng lẽ ngươi không nghe lời của ta? Nghe, ta ăn. Đồng nhan nhận lấy thịt lợn rừng vội vàng gật đầu đáp lại. La Thành nhìn dáng vẻ của nàng cũng cảm giác được có chút buồn cười. Cẩn thận nóng, không cần ăn vội như vậy. La Thành tiếp tục nói. Bạch Tuyết lườm La Thành một cái, liền lấy hộp sắt xuống, đặt trên mặt đất phơi một hồi, quá nóng ăn không được, La Thành cầm dao nhỏ lại đi cắt một miếng thịt lợn rừng tới nướng. Ăn chậm một chút, không cần gấp. Bạch Tuyết nhìn cách ăn chật vật của Đồng Nhan, cũng biết trong khoảng thời gian này nàng sống có bao nhiêu khổ, Bạch Tuyết lại nhìn thoáng qua La Thành, nghĩ thầm, nếu không có hắn, ta có thể sống còn khổ hơn nàng, còn có thể đã chết đi. Cám ơn tỷ tỷ Đồng Nhan nuốt vào một ngụm thịt cười nói với Bạch Tuyết. Bạch Tuyết sờ sờ nàng nói. Ta gọi là Bạch Tuyết, sau này ngươi gọi ta là Bạch Tuyết Tỷ đi. Bạch Tuyết Tỷ, ta tên Đồng Nhan, năm nay 19 tuổi, qua hai tháng nữa là 20 tuổi. Đồng Nhan vừa cười vừa nói. Mười phút sau, khối thịt lợn rừng kia đã bị Đồng Nhan ăn hết. La Thành đưa quả dừa cho Đồng Nhan. Ăn no chưa? Ở đó còn đồ ăn, uống nước dừa trước đi. Cảm ơn ca ca, mùi ăn no lắm rồi. Đồng nhan nhận lấy trái dừa cười nói. Ta gọi La Thành, sau này ngươi gọi ta là La Thành ca ca là được. La Thành nhìn đồng nhan vừa cười vừa nói, bạch tuyết lại liếc mắt nhìn La Thành. Sau khi La Thành nướng hai mươi mấy phút, thịt lợn rừng cũng đã chín. Ngươi ăn nội tạng hay là ăn thịt? La Thành nhìn Bạch Tuyết nói. Bạch Tuyết cầm lấy thịt lợn rừng nói, ta không ăn nội tạng, để cho ngươi ăn đi. La Thành mỉm cười, cầm lấy bình sắt, dùng cành cây chế tác một đôi đũa, bắt đầu ăn. Sau khi ăn no, ba người đều ngồi bên đống lửa. Ngươi nói cho ta biết tình huống ba người vừa rồi. La Thành nhìn đồng nhang nói. Cái kia gọi hàng ca người hắn gọi hàng dũng, cái kia trẻ tuổi một chút năm tử gọi trương vĩ, cái kia nữ gọi trương yến, chúng ta đều là ở bờ biển bên gặp được, cuối cùng chúng ta liền cùng một chỗ. Đồng Nhan nói: Đi theo bọn họ ta vẫn luôn ăn không đủ no, La Thành ca ca ngươi xem, ta đều gầy. Đồng Nhan ưỡn bụng tiếp tục nói: La Thành vừa nhìn, cái này còn gọi là gầy. Những người phụ nữ khác sống như thế nào? La Thành nhìn xem sắc trời, hiện tại còn sớm, hắn đem nội tạng ăn còn dư lại đều đổ vào trong vỏ dừa, cầm bình sắc liền hướng bờ biển đi đến, mà Bạch Tuyết liền mang theo Đồng Nhan đi đến trong nhà tranh. La Thành dự định chế biến một ít muối biển, hung khói thịt lợn rừng, bằng không thịt lợn rừng rất nhanh sẽ biến chất không thể ăn. La Thành mang theo một cái bình sắc nước biển trở về, bỏ vào trong lửa đốt, hắn muốn đem nước biển nấu khô, nước biển nấu khô sau, sẽ có màu trắng kết tinh ra, đó chính là muối biển, nhưng là muối biển không thể trực tiếp ăn, còn cần gia công sau mới có thể ăn, nếu không độc tính rất lớn, nhưng là dùng một ít dùng đến hung khói thịt lợn rừng vẫn là có thể. Tuy rằng nói những muối biển này không có lợi cho sức khỏe con người, nhưng bây giờ là trên đảo đơn độc, mạng sống quan trọng, chỉ có thể tận lực ăn ít. Chương 8. Đồng Nhan kém chút bị bắt đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. La Thành đang nấu nước biển, lúc này Đồng Nhan chạy tới cười nói. La Thành ca ca, ngươi đang nấu cái gì? La Thành cười cười nói. Ha ha, muốn a, à, ngươi có thể cùng Bạch Tuyết đi nhặt củi về buổi tối chế biến thịt hung khói phải dùng đến. Được. Đồng Nhan nói xong liền chạy vào trong nhà tranh tìm bạch tuyết. Thật sợ chúng nó sẽ nhảy ra. La Thành nhìn Đồng Nhan chạy, bộ ngực kia nhảy lên nhảy xuống lợi hại lẩm bẩm nói. Trên một mảnh cỏ dại trong rừng cây, ba người Hàng Dũng đang ngồi trên một khúc gỗ thảo luận cái gì đó. Anh Hàng, chúng ta cứ đi như vậy. Em không phục. Hắn đá em một cước kia, ngực em bây giờ còn đau đây. Trương Vĩ hung tận nói. Nhìn quần áo trên người hắn, hẳn là một bảo vệ trong du thuyền, nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là rất có thể đánh, hai người chúng ta cùng tiến lên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi trong tay hắn còn có đau. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy quên đi? Trương Vĩ không phục nói. Hàng Dũng dùng sức vỗ Trương Vĩ một chưởng nói. Hiện tại ta có chút đói bụng, mau đi tìm đồ ăn, cả ngày xèo xèo méo mó, ngươi cũng đi. Trương Vĩ và Trương Yến đành phải đi vào rừng cây bên trái tìm một ít quả dại gì đó. Mẹ nó. Nếu không là Trương Vĩ thì Đồng Nhan sẽ không đi. Hàng Dũng nhìn thoáng qua Trương Vĩ và Trương Yến mắng. Mặt trời nghiêng về phía tây, trên bầu trời xuất hiện ráng chiều, điều này nói rõ màn đêm cũng sắp buông xuống. La Thành ca ca, Bạch Tuyết tỷ nói dẫn muội đi bờ biển tắm rửa. Đồng Nhan cùng Bạch Tuyết đi tới nói buổi chiều mang củi trên người đều đổ mồ hôi cho nên muốn đi bãi biển bên cạnh tắm một chút bạch tuyết nói tiếp la thành nhìn hai nàng cười nói có muốn ta đi bảo vệ các ngươi không bạch tuyết lượm la thành nói bảo vệ chúng ta ta thấy ngươi muốn ăn chúng ta bạch tuyết nói xong liền lôi kéo đồng nhang đi về phía bờ biển ai hảo tâm trở thành lừa can phế người tốt khó làm a à? la thành lắc đầu nói La Thành dùng tiểu đao cắt xuống một khối lớn thịt lợn rừng xuống nướng, chờ các nàng trở về cũng kém không nhiều lắm có thể ăn, còn có giữa trưa còn dư lại nội tạng. La Thành thừa dịp thịt lợn rừng đang nướng, hắn liền dùng dao nhỏ cắt thịt lợn rừng thành từng khối từng khối, những xương cốt kia liền để sang một bên, chờ sau khi ăn xong bữa tối lại xử lý. Lạnh quá lạnh quá, không ngờ nước biển lại lạnh như vậy. Đồng Nhan vừa chạy vào vừa nói, trực tiếp chạy đến trong đống lửa ngồi xổm xuống vương hai tay ra sưởi ấm, bạch tuyết đi theo phía sau cũng đi tới bên đống lửa. La Thành nhìn đến hoa mắt, hắn thật muốn nói kêu đồng nhang lần sau không nên chạy, dùng tốt một chút. Thế nào? Đẹp không? Bạch Tuyết đột nhiên nói một câu. Cái gì đẹp, ngươi đang nói cái gì? La Thành làm bộ nghe không hiểu hỏi ngược lại. Hừ. Bạch Tuyết nhìn thoáng qua La Thành, liền không để ý tới hắn la thành chỉ có thể đem thịt lợn rừng lật qua tiếp tục nướng lúc này thịt lợn rừng đã tản mát ra mùi thơm mặt trẻ nhìn thịt lợn rừng xèo xèo rung động nước miếng đều sắp chảy ra la thành ngày đó ta đi ra ngoài thời điểm phát hiện hòn đảo này rất lớn hẳn là hình bầu dục nhưng là hòn đảo như vậy hẳn là có người ở mới đúng nhưng là nó không chỉ có không người ở hơn nữa ngươi phát hiện không có trong khoảng thời gian này liền một chiếc thuyền đều không có nhìn thấy ngươi nói kỳ quái không la thành nhẹ gật đầu nói là không bình thường theo lý thuyết du thuyền xảy ra chuyện sau cứu viện đội hẳn là sẽ trước tiên tới cứu người dù sao du thuyền trên có mấy trăm số người hơn nữa còn đều là một ít phú hào đệ tử cùng hồng sắc đệ tử la thành anh còn nhớ lúc du thuyền xảy ra chuyện như thế nào không hình như em nhìn thấy du thuyền bị hút vào trong một vòng xoáy lập tức biến mất em cũng đụng vào tường phòng hôn mê bất tỉnh bạch tuyết càng nói càng hăng say la thành lắc đầu nói ta bị đụng ngất ở hành lang ta không biết la thành ca ca ngươi nói du thuyền có phải hay không bị hút vào một cái trong vòng xoáy sau đó du thuyền từ một địa phương khác đi ra mà chúng ta bị du thuyền quăng ra bị sóng biển vọt tới nơi này thật giống ngươi nói như vậy vậy chúng ta liền phiền toái lớn ha ha không nói thịt lợn rừng có thể ăn la thành đứng lên nói tiếp theo đem thịt lợn rừng cầm đến một mảnh lá cây lớn trên dùng dao nhỏ cắt thành một mảnh nhỏ. La Thành kỳ thật đang suy nghĩ, có thể sự thật thật giống như đồng nhan nói, nhưng nói như vậy có chút khoa học viễn tưởng. Bạch Tuyết cũng nhìn thoáng qua đồng nhan, cảm giác lời nạn nói có thể chính là sự thật, nhưng bây giờ vẫn không thể kết luận quá sớm, có thể qua vài ngày nữa đội cứu viện sẽ tới. Trao La Thành ca ca nướng thịt lợn rừng thơm quá đồng nhan dùng đũa la thành chế tác gấp một miếng thịt nướng bỏ vào trong miệng nhai vài cái cao hứng nói. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. La thành cười cười nói. Đồng nhan đột nhiên ông lấy la thành khóc nói. Lúc tôi ở chỗ hàng dũng, tôi ăn đều là bọn họ ăn quả dại còn dư lại, bên trong quả dại còn có sâu, nhưng trương vĩ còn đoạt lấy quả dại có sâu ném xuống đất giẫm nát cũng không cho tôi ăn, tôi cực kỳ đói bụng, liền tự mình đi ra ngoài tìm đồ ăn nhưng tôi lại không biết cái nào có thể ăn ô ô ô la thành vỗ nhẹ vai đồng nhang nói yên tâm ở đây chỉ cần có đồ ăn sẽ không bỏ đói ngươi la thành ca ca ngươi thật tốt quá đồng nhang buông la thành ra hôn lên mặt la thành một cái khiến cho trên mặt la thành đều có dầu nhìn la thành đắc ý bộ dáng bạch tuyết liền nhìn không được nói như thế nào ngươi cứu ta có muốn ta cũng hôn ngươi một cái như vậy là tốt nhất, ha ha. La Thành nhìn Bạch Tuyết cười cười nói. Hừ, nghĩ hay lắm. Bạch Tuyết nhìn thoáng qua La Thành, bắt đầu ăn thịt nướng. Ban đêm, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm xuống, La Thành ở trong phòng có tranh đặt chút củi gỗ, đốt lên, Bạch Tuyết cùng đồng nhang ở bên đống lửa hàng huyên một hồi, liền trở về trong phòng có tranh ngủ, hai nàng ngủ ở một bên vừa vặn, tuyệt không chen chút, chỉ là có tranh thiếu một chút. La Thành đem muối biển đi ướp thịt sông khói, bỏ chút nước vào bình sắt trống không, lại bỏ xương cốt vào trong bình sắt nấu, như vậy sáng mai có thể có xương cốt ăn. La Thành sau khi làm xong những thứ này, cũng sắp đến nửa đêm. Một đêm không nói gì. Sáng sớm, Bạch Tuyết cùng Đồng Nhan sáng sớm đã đi ra ngoài bãi biển rửa mặt, La Thành liền nhóm lửa đốt nóng xương cốt trong bình sắt. La Thành Mau ra đây, Đồng Nhan bị Hàng Dũng bắt đi. Bạch Tuyết Nhân không tới, thanh âm đã tới. La Thành nghe vậy, cầm lấy dao nhỏ liền chạy ra ngoài, vừa chạy đến bờ biển, liền thấy Hàng Dũng lôi kéo tay đồng nhang kéo vào trong rừng cây, nhưng đồng nhang liều mạng dãy dù không vào trong rừng cây. Thả cô ta xuống. La Thành rống giận một tiếng, bước chân nhanh hơn liền chạy tới, Trương Vĩ thấy La Thành chạy tới, trực tiếp cầm một cây gậy gỗ chặn ở nửa đường. La Thành thấy thế, trực tiếp tiến lên một cước, Trương Vĩ vừa kịp phản ứng, đã bị đá ra ngoài, ngã trên mặt đất, khóe miệng còn chảy ra máu tươi, Trương Yến thấy thế, dọa mình chạy vào trong rừng cây. Hàng Dũng thấy La Thành Dũng mảnh như vậy, dọa đến tay đều phát run, đồng nhan dùng sức giãy dụa, liền tránh thoát tay Hàng Dũng chạy tới phía sau La Thành. La Thành chậm rãi đi tới Hàng Dũng trước mặt, lấy tay nắm lên quần áo của hắn hung hăng nói. Lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi, ta liền cắt đứt gân chân của ngươi, ném xuống biển đút cá mập, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể thử xem, mang theo hắn cho ta có bao xa lăng bao xa. Hàng Dũng mãnh liệt gật đầu, chờ La Thành buông hắn ra về sau, hắn liền chạy tới trương vĩ nơi đó, nâng dậy trương vĩ liền đi vào trong rừng cây. Chương 9 Chờ cứu viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio La Thành nhìn hai người Hàng Dũng đi vào rừng cây, quay đầu nhìn về phía đồng nhang. Ngươi không sao chứ? La Thành quan tâm hỏi. Ô ô, cảm ơn La Thành ca ca. Đồng Nhan nhào vào trong lòng La Thành ôm lấy hắn khóc trọng nói, nếu như nạn bị bọn Hàng Dũng bắt đi, Đồng Nhan không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì. La Thành cười cười nói. Ngươi mau buông ta ra đi, ta sắp bị ngươi ép đến không thở nổi rồi. Đồng Nhan nghe vậy, nhìn phía trước mình, lập tức đỏ mặt, vội vàng đẩy La Thành ra. La Thành ca ca ngươi thật xấu xa đồng nhang đẩy la thành ra một tay che mặt chạy vào trong rừng cây chạy về phía nhà tranh la thành nhìn bóng lưng của nàng cười lẩm bẩm nói cũng không biết cô gái này ăn cái gì có thể lớn như vậy thế nhưng cảm giác này rất sảng khoái ha ha hừ xuống nam nhân không có một cái thứ tốt bạch tuyết đi tới la thành trước mặt nói nói xong liền theo đồng nhang phía sau trở về la thành không rõ nguyên do nói chuyện này liên quan gì đến ta cũng không phải ta muốn nàng ông ta nàng tức giận làm gì la thành nhìn nàng hai người trở về nhà tranh la thành cũng đi theo trở về đợi la thành trở lại trên đất trống thời điểm trong bình sắt xương cốt đang bốc lên hơi nước mà đồng nhang cùng bạch tuyết an vị ở trong nhà tranh la thành lấy cái bình sắt xuống đặt xuống đất bỏ một ít muối biển còn lại vào lục thiên dùng cành cây khuấy vài cái trong chốc lát la thành liền hướng tới nhà tranh hô lại đây ăn điểm tâm a à, các ngươi không đói bụng sao không đói bụng ta liền tự mình ăn la thành tự mình cầm lấy một khúc xương gặm mặc dù nói là xương cốt nhưng trên xương còn có rất nhiều thịt lúc này bạch tuyết cùng đồng nhan đi tới trên mặt đồng nhan còn có một chút hồng nhuận chưa tản đi cầm lên gặm là được la thành nhìn hai người vừa cười vừa nói đồng nhan cúi đầu nhìn thoáng qua la thành liền cầm lấy một khối xương chậm rãi ăn bạch tuyết ngồi xuống cũng cầm một khối xương gầm la thành chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này đợi đội cứu viện tới sao bạch tuyết ăn hai miếng thịt nhìn về phía la thành hỏi la thành gặm xong một khối xương liền đem xương cốt để sang một bên nói chờ thêm vài ngày nữa đi nếu như đội cứu viện còn chưa tới vậy nói rõ không có ai tới cứu chúng ta muốn ở chỗ này sống sót phải dựa vào chính mình chúng ta có thể tự mình làm thuyền chèo ra ngoài cầu cứu không bạch tuyết hỏi la thành cười cười nói có thể a à, nhưng nếu thuyền chèo vào biển sâu bị sóng biển đánh ngã đến lúc đó chỉ có thể cho cá mập ăn hơn nữa chúng ta ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết cho dù chúng ta tạo cái thuyền gỗ vẽ ra biển rộng mênh mông ngươi muốn chèo đi nơi nào đương nhiên nếu như ngươi không sợ chết có thể thử một lần vạn nhất ngươi vận khí tốt gặp được thuyền qua lại cũng không phải là không thể nào La Thành tiếp tục nói: "Chèo thuyền gỗ ra biển sâu, nếu như vận khí không tốt gặp phải sóng lớn, sóng lớn lập tức có thể đem thuyền gỗ đánh nát bét, đến lúc đó chỉ có thể đi cho cá mập ăn, cho nên La Thành không dám mạo hiểm cái này." Bạch Tuyết không nói gì nữa, chỉ yên lặng ăn thịt trên xương. La Thành thấy Bạch Tuyết không nói gì, liền đứng lên đi tới trong rừng cây dùng dao nhỏ chém một khúc gỗ trở về, gọt nhọn một đầu, đưa cho Bạch Tuyết nói: "Cái này cho ngươi dùng để phòng thân." ta sợ hàng dũng bọn họ còn có thể đến, hoặc là gặp phải động vật gì cũng có thể dùng để ngăn cản. Sau khi ba người ăn no, liền đi tới bờ cát ven bờ biển đi, lần này là đi lên trên, La Thành còn chưa đi qua, cho nên La Thành liền mang theo hai nạn cùng đi, La Thành sợ các nạn ở trong phòng có tranh không an toàn. Ba người vừa đi, vừa trò chuyện, còn thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười. La Thành ca ca ngươi xem. Bên kia có cái màu đen đồ vật đồng nhan đột nhiên chỉ vào cách đó không xa trong nước biển đá ngầm bên cạnh một cái màu đen vật thể hô. La Thành và Bạch Tuyết trông cậy vào tay đồng nhan, thật đúng là có một vật thể màu đen kẹt ở giữa đá ngầm, nhưng muốn đi đến chỗ đá ngầm, nhất định phải bơi qua mới được. Quá xa, có thể lấy được không? Bạch Tuyết nhẹ giọng nói. La Thành mỉm cười nói. Xa cũng phải đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. La Thành cởi hết quần áo ra, chỉ để lại một cái quần lót, lộ ra dáng người hoàng mỹ, sáu khối cơ bụng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, bạch tuyết cùng đồng nhan thấy thế, quay đầu không nhìn la thành. Chẳng lẽ bình thường hai người không đi bờ cát hoặc bơi trong bể bơi? La Thành nhìn hai nạn nói. La Thành sau khi cởi quần áo, liền chạy đến trong nước biển hướng vật thể màu đen bơi tới. Bạch tuyết tỷ, La Thành ca ca dáng người thật tốt nha, có sáu khối cơ bụng đâu, ngươi nhìn thấy không? bạch tuyết không có nói tiếp chỉ là nhìn la thành phương hướng trên mặt lộ ra một tia lo lắng đồng nhang cũng nhìn về phía la thành nơi đó la thành chậm rãi đi tới chỗ biển sâu liền bơi tới chỗ đá ngầm la thành bơi vài phút liền bơi tới bên đá ngầm la thành đứng ở trên đá ngầm phát hiện đây là một cái rương hành lý màu đen bị kẹt ở trên đá ngầm la thành rút hành lý từ trong đá ngầm ra lại nhìn chung quanh một chút phát hiện không có gì liền mang theo hành lý bơi về phía bờ La Thành phát hiện cái vali này còn rất nặng, có thể là bởi vì nguyên nhân bên trong bị nước vào. Chưa tới 10 phút, La Thành đã mang vali tới bờ biển, kéo về phía Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, Đồng Nhan, đây là một cái vali. La Thành kéo vali đi tới bên cạnh hai người nói. "Trào. Hành lý lớn như vậy, cũng không biết bên trong chứa cái gì." Đồng Nhan kinh ngạc nói. "Trở về mở ra đi." Bạch Tuyết nhìn vali hành lý nói. La Thành gật gật đầu, liền lôi kéo hành lý vinh trở về phòng tranh. Trở lại bãi đất trống bên cạnh nhà tranh, La Thành kéo khóa kéo vài cái, phát hiện vali này không có thiết lập mật mã, La Thành liền mở nó ra, Bạch Tuyết cùng đồng nhan vẻ mặt tò mò nhìn vali. Sau khi mở ra, La Thành cũng lấy ra như vậy, có hai bộ quần áo nam nhân, một cái bật lửa màu vàng, mấy ngàn đồng hoa hạ tệ, một con dao găm tinh xảo, hai bên có khắc long phượng màu vàng còn có mấy cái bao cao su, hai cái khăn mặt. Trong trương hành lý liền những thứ này, nhưng là đều là ước, bạch tuyết cùng đồng nhan vẻ mặt thất vọng nhìn những thứ này, giống nhau đều không có các nàng có thể dùng. Mấy cái này. La Thành vừa cầm lấy mấy cái bao cao su, đã bị bạch tuyết tóm lấy, đi tới bên đống lửa ném xuống. La Thành cảm thấy rất im lặng, cô không cần, người khác cũng có thể dùng mà, hơn nữa, ở chỗ này bao cao su có thể hữu dụng cái này hai cái khăn mặt ta cùng đồng nhang mỗi người một cái cái khác ngươi xem dùng đi bạch tuyết đi tới đem hai cái khăn mặt cầm lên nói la thành cũng không sao cả dù sao khăn mặt hắn có dùng hay không cũng được la thành đem hai bộ quần áo dùng cành cây treo lên đặt ở bên đống lửa hông khô số tiền kia liền bày ở một bên hông khô bật lửa la thành thử một chút có thể đánh cho lửa cháy cái này cho ngươi dùng đi La Thành đem chủy thủ tinh xảo đưa cho Bạch Tuyết nói. Có chủy thủ này, an toàn của hai người cũng tốt hơn một chút, bởi vì La Thành không biết hàng dũng bọn họ có thể trở lại hay không. Chương 10 Cứu viện không đến, dự định dọn nhà. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Bạch Tuyết nhìn đồng nhan một chút, nhận lấy chủy thủ liền đưa nó cho đồng nhan, đồng nhan không nhận, nàng nhìn La Thành một chút. Cho ngươi thì cầm, về sau hàng dũng kia còn dám bắt ngươi, ngươi liền dùng chủy thủ đâm hắn. La Thành nhìn Đồng Nhan vừa cười vừa nói. Đồng Nhan cao hứng tiếp nhận chủy thủ, nói thật, nàng rất thích chủy thủ tinh xảo này, ngay từ đầu nhìn thấy chủy thủ này, nàng liền thích, chỉ là nàng không biết Bạch Tuyết cùng La Thành đem chủy thủ đưa cho nàng. Ba người một mực ở trong nhà tranh năm ngày, Bạch Tuyết mỗi ngày đều ra ngoài bãi biển nhìn xem có đội cứu viện hoặc là thuyền bè đi qua hay không nhưng là trên mặt biển ngoại trừ sóng biển vẫn là sóng biển. Bạch Tuyết lúc này đã biết, sẽ không có đội cứu viện tới, bởi vì thêm vào năm ngày này, nàng đã ở trong này 10 ngày. La Thành, lại không có nước. Bạch Tuyết đi tới nói. La Thành cũng rất bất đắc dĩ, đi đến thác nước lấy nước hơi xa, lại không có lọ đựng nước, chỉ có một bình nước khoáng, mỗi người uống một ngụm sẽ không còn, dừa bên ngoài cũng bị La Thành hái mấy ngày nay không còn nhiều lắm. Bạch Tuyết, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp lấy nước quá phiền toái ta muốn chuyển đến địa phương khác đi la thành ngồi ở đống lửa bên nhìn bạch tuyết nói chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đội cứu viện sẽ đến la thành tiếp tục nói bạch tuyết cúi đầu suy nghĩ một chút nàng là có ý nghĩ này nhưng là nàng cũng biết như vậy vô dụng ta cùng đồng nhang đều nghe lời ngươi chúng ta dọn đi đâu bạch tuyết ngẩng đầu nói ngày mai hãy nói đêm nay để ta nghĩ xem đi đâu. La Thành nói. La Thành đi tới bờ biển, đứng ở trên một khối đá ngầm, nhìn biển rộng mênh mông phía trước, nhìn mặt trời đã lặn về phía tây, từng đợt gió biển thổi qua, La Thành cảm giác được một tia lạnh ý, kỳ thật hắn cũng hy vọng trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền, có thể mang hắn về nhà. Ban đêm, Bạch Tuyết cùng Đồng Nhan đã sớm ngủ, La Thành ngồi ở bên đống lửa nhìn ngọn lửa suy nghĩ ngày mai dọn đi nơi nào thì tốt. Sáng sớm, La Thành bị tiếng chim hót trong rừng đánh thức, một tia nắng mặt trời chiếu lên nóc nhà tranh. La Thành đứng lên duỗi lưng một cái, nhìn Bạch Tuyết cùng Đồng Nhan ngủ ở bên cạnh, La Thành phát hiện hai người là ông ngủ, quần áo Bạch Tuyết bị nhấc lên một ít, lộ ra da thịt trắng như tuyết trong suốt, hai bộ ngực to của Đồng Nhan đều bị chen đến biến hình, nhìn đến máu mũi La Thành thiếu chút nữa chảy ra. La Thành nhìn vài lần liền đi ra nhà tranh, đi tới trong đống lửa đem lửa đốt lên. Trong bình sắc còn có tối hôm qua chưa ăn xong cá, lại nấu chút khói thịt sông khói, đầy đủ ba người ăn cái bữa sáng, chỉ là khói thịt sông cũng không nhiều lắm, nhiều nhất chỉ đủ ba người ăn hai ngày. La Thành ca ca, hôm nay chúng ta làm gì? Đồng Nhan chạy tới cười hỏi. La Thành cười cười nói. Hôm nay chúng ta phải chuyển nhà, cái gì cũng không làm, ngươi đi đánh thức bạch tuyết, ăn xong bữa sáng chúng ta sẽ đi. Chúng ta không ở đây sao? Chúng ta dọn đi đâu à, Đồng Nhan nghe được muốn chuyển nhà, vội vàng hỏi. Nơi này không có nguồn nước, chúng ta phải đi tìm một nơi gần nguồn nước, mau đi đánh thức Bạch Tuyết đi, bữa sáng có thể ăn rồi. La Thành nói với Đồng Nhan. Mấy phút sau, Bạch Tuyết và Đồng Nhan đi tới, ngồi dưới đất ăn điểm tâm. Sau khi ăn xong bữa sáng, ba người bắt đầu thu dọn đồ đạc, kỳ thật cũng không có gì có thể thu dọn, La Thành đem một ít thịt hung khói bỏ vào trong trương hành lý đồng nhan cầm bình sắt, bạch tuyết cầm một cây gậy gỗ, la thành đem đóng lửa dùng nước biển dập tắt, ba người liền đi vào trong rừng cây bên trong. La thành, chúng ta là muốn chuyển đến thác nước nơi đó sao? Bạch tuyết thấy la thành mang theo hai nạn chính hướng thác nước phương hướng đi đến, lên tiếng hỏi. Tới gần đó tìm xem có chỗ nào tốt không, dù sao cũng gần nguồn nước. La Thành kéo vali nói. La Thành là muốn trước tiên ở phụ cận nguồn nước tìm xem, nếu như tìm được địa phương tốt liền ở lại, tìm không thấy, liền đi xa một chút tìm, nhưng là phụ cận nhất định phải có nguồn nước. Thật nhiều côn trùng, bay tới bay lui trên mặt. Đồng nhan lấy tay đẩy côn trùng bay trên quần áo ra nói. Hơn nửa giờ sau, ba người rốt cục đi tới thác nước bên cạnh, La Thành đem hành lý đặt trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Trao! Đẹp quá! Đồng nhan vừa đến nơi này, liền chạy tới thác nước nghịch nước, ngược lại giống như một đứa trẻ. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ chút ngươi mang theo đồng nhang đi bên phải chỗ đó nhìn xem có hay không sơn động hoặc là đất bằng các loại địa phương, nhớ kỹ mang theo một côn, dùng một côn ở phía trước mở đường, như vậy là có thể đã thảo kinh xa rồi. La Thành nhìn một chút bạch tuyết nói. Ta đi bên trái nhìn xem, hy vọng trước khi trời tối có thể tìm được địa phương, nếu như tìm không thấy, liền trở về nơi này tập hợp, không nên đi quá xa tìm, phụ cận trong vòng 100 mét là được rồi. La Thành tiếp tục nói. Sau khi ba người nghỉ ngơi tốt, đều tự xuất phát đi, La Thành đi vào trong rừng cây chặt cây gỗ, liền hướng về bụi cây bên trái đi. La Thành dùng gậy gỗ đẩy ra tạp thủ phía trước, phát hiện nơi này khắp nơi đều là nơi bụi gai mọc thành bụi, quần áo La Thành thiếu chút nữa bị móc trách, La Thành đành phải đi vào trong rừng cây thưa thớt, La Thành nhìn chung quanh, phát hiện nơi này không có chỗ bằng phẳng, đều là sườn dốc gập ghềnh. La Thành không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước, cẩn thận quan sát chung quanh, hắn sợ vạn nhất trong rừng cây chạy ra cái gấu hoặc là lan lão hổ các loại động vật ăn thịt liền phiền toái. La Thành đi ra khỏi rừng cây, đi tới một sườn núi nhỏ, La Thành đứng trên đỉnh núi nhỏ nhìn chung quanh. Hả? Phía trước có một sơn cốc, hình như địa phương cũng không tệ lắm, cũng không biết có nguồn nước hay không. La Thành lẩm bẩm nói. Đi tới đó, La Thành quyết định xong, liền trở về chuẩn bị mang theo bạch tuyết các nàng đến. La Thành tăng nhanh cước bộ liền trở về đi, nhìn sơn cốc cái kia địa phương, khoảng cách hẳn là có chút xa, cho nên La Thành muốn trước khi trời tối tiến đến sơn cốc nơi đó, dù sao mang theo hai cái mùi tử đi đường có chút chậm. La Thành trở lại thác nước, phát hiện bạch tuyết cùng đồng nhan còn chưa trở về, hắn liền đi qua bên phải hô. Bạch tuyết Đồng nhan, mau trở về A, à, Bạch Tuyết tỷ, La Thành ca ca đang gọi chúng ta đó." Đồng Nhan nói với Bạch Tuyết đi phía trước. Bởi vì hai nàng không có đi được quá xa, cho nên La Thành kêu to, các nàng vẫn có thể nghe thấy. Bạch Tuyết nghe vậy, liền mang theo Đồng Nhan trở về. "La Thành ca ca, ngươi có phải hay không tìm được địa phương tốt?" Đồng Nhan người không tới, thanh âm đã đến. Một lát sau, Bạch Tuyết và Đồng Nhan đi tới bên cạnh thác nước. "Đi thôi." ta nhìn thấy một sơn cốc, nơi đó hẳn là một địa phương không tồi. La Thành cầm lấy vali vừa cười vừa nói. La Thành nói xong liền mang theo hai nạn hướng sơn cốc đi đến, nửa giờ sau, La Thành đi tới trên sườn núi nhỏ, chỉ vào mấy ngọn núi lớn phía trước nói. Chính là nơi đó. Bạch Tuyết và Đồng Nhan tiến lên hai bước nhìn lại, mấy ngọn núi lớn nối liền với nhau, ở giữa còn có mây mù lượng lờ nhàn nhạt, phía dưới núi lớn có một sơn cốc, ở chỗ này thấy không rõ lắm, bởi vì khoảng cách có chút xa